tình ca, ta dù ta nồng nàn nhưng khúc ca vàng. Tuần này 6 thí sinh còn lại sẽ bước vào trận đấu sống còn của vòng bán kết 2. Chủ nhân của những chiếc vé còn lại sẽ thuộc về ai? Là sự xuất hiện của hai thành viên ban giám khảo khách mời, đó là nam danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Họ sẽ mang lại những điều bất ngờ và thú vị cho quý khán giả. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 7 vòng bán kết 2 chương trình Người Hát Tình Ca vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại ngày hôm sau vào lúc 12 giờ thứ hai ngày 10 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.